lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn bắt đầu từ chính mình đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết đón nhận thay đổi và rời xa nếu không thể đón nhận nên thay đổi thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khóa lắp những điều bất như ý, kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi vì mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân. Thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Thư cho Ngài dấp ngã Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu cũng đừng nản chí hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn là chính mình trên đời không có con đường nào là bằng phẳng mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước một chút quanh co đó không phải để khuất phục mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lớn thì khi mặt trời thức giấc thành phố cũng dẫn người xe rộn rã vì thế hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới chắc chắn những điều tâm niệm tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt vì chẳng ai muốn đọc đâu công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than vì có ai làm thai bạn đâu mà hoàn cảnh dù nghèo khổ tận cùng cũng không nên than hèn kẻ khó vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả dù thất vọng cũng đừng gục ngã hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng dù chán nản cũng đừng buông xuôi vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình nên trân trọng mọi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích, cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sinh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng dội nghĩ mình cô độc, kỳ thật, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời, thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ, không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên, không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi cũng không nên tùy tiện xem thường vì không ai mua được sức khỏe cả có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó đừng bình luận kẻ khác đặc biệt là người mình chưa hiểu chúng ta chỉ có tư cách góp ý với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận vì những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống, dù vất giả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất, dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu đừng quên người giúp đỡ mình đừng hận người đã từng yêu và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn